Bé, thằng này từ bé em lớn chưa người yêu bao giờ. Em mà tiếp nó vui nhá. Anh thêm tiền cho em. Ok không? Sao tiếp đi. Thêm bao nhiêu? Em mà làm vui xíu anh cho em thêm 2 triệu. Ok chưa? Ok. Sang đi, sang tiếp nó bia đi. Chăm sóc cẩn thận nhá. Ừ. Ngồi ra ra, ngồi xe ra. Sao đấy? Thêm à? Hả? Hỏi cái gì ngồi xa ra? Khổ, cứ phải gần hơn nhau là cái gì? Em thích ngồi gần. Ui, sao đi? Em thích ngồi gần mà. Ngồi gần làm cái gì? Em ngồi gần, không phải ngồi gần. Cô đi ra đi. Cái thằng kia tự nhiên mày bảo sao đây à? Sao mày vào đây ngồi hát, anh em mới sang bia cùng sau khác đây. Nhưng mà tao không thích, mày phải biết điều đấy rồi chứ. Ồ, thế mày chơi bê đê à? Tao chơi gái, nhưng mà tao không thích. Thì em uống nó có bia thôi, chứ có gì đâu bình thường. Mà có bia cho bạn anh xui là em. Anh ơi, nhồi dẫn cho mặt cho xem nào, mặt gì mà kinh khủng thế. Thôi là vui vẻ á. Mà đây hát karaoke, hát hỉ nào. Gắt về. Cười em sai nào, cười. Đấy, cười cho nào, uống em nó không bia. Trời ơi anh ơi, tí nữa em sẽ làm cho anh. Thôi nào, uống đi. Anh em với nhau, mấy anh em uống đây. Lấy cốc à, gắt nó nhở. Uống đi. Uống mạnh lên. Anh nghe nói là anh chưa thích mùi gà đấy à? Hả? Hả? Nghe nói là anh chưa thích mùi gà đấy bao giờ đúng không? Ừ. Thế à, trời ơi. Đứng ra. Anh thích một gái, bây giờ cho anh thích một gái còn gì. Đúng không? Em à. Này, tôi nói thật, cô mặt dày lắm đấy. Tôi đã bảo cô đi ra rồi, cô không nghe, cô cứ dính làm cái gì. Cô nhìn cái mất nó còn có hai cái tách ra, cô cũng phải gần làm cái gì. Hả? Người tôi có 500 à? Ừ, anh có 500 thì em mới dính thế này chứ. Mày tôi về đi, Huy ơi. Ờ, mày bị hát rồi, em đi sang tiếp rồi chửi em nó nhở. Mày buồn cười đấy. Không phải là ai cũng tiếc đâu anh à. Phải như thế nào mình tiếc đây. Nào hoan hỉ với em nó nào. Anh á, đẹp trai này, thích luôn đấy. Mày cho tao vẻ đi thật đi. Anh ơi, cho em cho anh biết mùi đời nhá. Em này, anh bảo rồi. Em cứ làm bạn anh vui đi. Hôm nay bạn anh vui nhá. Anh, em, riêng em anh ok hết. Đấy, em muốn rất là thèm tiền đấy anh ạ. Bạn tiếp đi em. Cô thèm cái gì, chuyện của cô nhưng mà tôi cũng thích cô. Cô hiểu chưa? Trời ơi, em như thế này mà anh không thích á. Bây giờ nhá, cô đi ra bên kia là tôi mừng lắm rồi. Đi ra bên kia. À, tao là thật là mày biết đây à? Sao gái tiếp tận miệng rồi chê đây. Tao chơi gái. Đúng rồi, chơi gái anh. Mày điên à? Tao đã bảo mày rồi cơ mà. Tay mày thố mà có dùng không hay mày điếc. Đi ra kia. Không, đi sang bên kia thì tao ngồi. Mày đưa tao về đi, tao không muốn ở đây đâu. Mày buồn cười nhỉ, sang đây anh em đi hát hò các thứ. Cô ấy vào cho vui.